giảm giá cực sốc cho mấy hàng laser. Chào anh em, chào tất cả các cô chú các anh chị đến với kênh YouTube Máy móc Việt Nam Bình Tân nha. Hôm nay em sẽ lên chương trình cực kỳ hot chỉ có tại Máy móc Việt Nam Bình Tân, đó là giảm giá cực sâu cho những cái sản phẩm máy hàng laser. Nơi nào bán máy laser rẻ, Máy móc Việt Nam Bình Tân bán giá rẻ hơn. Rồi thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu sơ sơ về những sản phẩm máy hàng laser có tại Máy móc Việt Nam Bình Tân. Hiện tại bên em có cung cấp những sản phẩm của những thương hiệu lớn như là máy hàng laser đến từ thương hiệu Yaxis Welcome, thứ hai đó là Hồng Ký, và cuối cùng đó là máy hàng laser của Rilan. Rồi thì đầu tiên với máy hàng laser hỗ trợ cho cô chú các anh chị mình với tốc độ nhanh hơn từ 5 đến 10 lần so với máy hàng tích, giảm chi phí hàng ngày cho mình khi mà mình đầu tư nha. Thì dòng máy hàng laser thì cũng được bên em làm video rất là nhiều rồi. Nói về những cái chi tiết sơ sơ về máy nha, với một con máy hàng laser hiện tại nó sẽ bao gồm là một cái đầu có chứa cái nguồn laser và một cái đầu cấp. Như cô chú các anh chị thấy, thường là người những cái nơi khác họ sẽ đưa đến cho mình một cái con máy hàng laser cực kỳ nhỏ mà một người phụ nữ mà cầm lên đó, đó chỉ là một cái đầu cấp thôi. Thì bên em sẽ đưa đến cho mình những cái video thực tế đó, như là cô chú các anh chị đã thấy, đây là cái dòng máy laser, đây là cái nguồn thôi nha. Đó, trọng lượng của nó cũng gần đâu đó là 100 kg rồi. Và cái đầu cấp dây, đó, đầu cấp dây tầm 20 mấy ký nữa. Thì với cái dòng máy này á, nó phù hợp cho cô chú các anh chị làm xưởng nha, chuyên về inox. Và với cái độ dày mà chúng ta có thể ứng dụng được với cái dòng máy hàng laser, thì con máy thường là những cái dòng như 1500W này á, nó có thể hàng với cái độ dày từ 4 gem đến là 4 ly. Đó, thì rất là phù hợp luôn nha. Thì thôi, đối với cái thông tin thông số của hãng đưa đến cho chúng ta là có thể là 5-6 ly vẫn được nha. Nhưng mà em muốn đưa đến cho cô chú các anh chị dư cái công sức để cô chú các anh chị mình đầu tư nó hiệu quả, cũng như là máy mình nó sẽ bền bỉ hơn. Còn ví dụ như mình có thể cô chú các anh chị mà hàng 5-6 ly đổ lên á, mình có thể đầu tư những cái nguồn laser công suất cao hơn. Đó thì bên em vẫn có cung cấp cho mình luôn nha. Và tất cả những dòng laser hiện tại mà do Máy móc Việt Nam cung cấp đều là màn hình là điều chỉnh là cảm ứng và có tiếng Việt cho chúng ta luôn nha. Về những cái phụ kiện đi theo máy thì nó sẽ có những cái phụ kiện là như là súng nè, đầu cấp, các loại bếp và những cái phụ kiện tiêu hao thì công ty sẽ hỗ trợ. Nếu cô chú các anh chị mình cần thì có thể liên hệ qua bên em, là bên em sẽ cung cấp cho mình nha. Và một cái dòng máy hàng laser nó sẽ khi mình đầu tư á, nó sẽ có những cái tiêu hao như thế này. Đầu tiên á, đó là nước cất. Nước cất này thì mình có thể tùy theo cái nhu cầu cũng như là thời gian làm việc của mình. Ví dụ như mình làm sử dụng hàng ngày thì có thể là 2-3 tháng mình thay một lần. Nếu mà cô chú các anh chị mà làm ít á, có thể cái thời gian mình thay nó sẽ lâu hơn, xa hơn một xíu. Đó, thì nước cất này á, thì bên em vẫn có cung cấp cho mình luôn nha. Và khi mà mình đầu tư máy, bên em sẽ hỗ trợ nước cất cho mình sẵn. Cái tiêu hao thứ hai đó là về cái thấu kính trên cái cây súng này. Thì theo thông số của hãng á, theo em được biết và cũng có rất nhiều anh em đầu tư rồi, thì một cái thấu kính này á, trong cái môi trường, trong cái không gian mà gọi là lý tưởng nhất á, chúng ta có thể sử dụng nó lên đến là 100 giờ luôn nha. Có nghĩa là cái không gian của mình không có bụi bẩn, nó sạch á, thì mình có thể sử dụng cái thấu kính này lên đến là 100 giờ đó. Còn nếu mà cô chú anh chị mình sử dụng thường xuyên là cái môi trường của mình nó có bụi bẩn thì mình có thể sử dụng tầm đâu đó là 70-80 giờ vân vân. Thì một cái thấu kính hiện tại á, hãng nó đưa đến cho mình giá rất là tốt, chỉ có tầm đâu đó là 60-70 nghìn một cái thôi, rất là rẻ luôn. Chi phí đầu tư thay thế cho một cái thấu kính này như thế này á, thì tương quan về giá cả máy và cái về cái phụ kiện á, tiêu hao thì nó cũng khá là ok nha. Về cái thứ tiếp theo thì với một cái máy laser chúng ta sẽ có kèm theo một cái dây bù nữa nha. Ở đây là thường bên em cung cấp là mọi loại một dây bù, và cô chú các chị nào mà muốn đầu tư những cái loại mà hai dây bù bên em vẫn có nha. Thì hai dây bù nó sẽ giúp cho chúng ta là hàng với cái độ hở cao hơn đó. Và tiếp theo thì dòng máy hàng laser vẫn sử dụng là khí hạt gông nha. Thì em thường nói đùa nó là con lai của dòng máy tích và hàng mít. Như thế nào ạ? Đó là khi mà với một máy hàng mít nó vẫn có dây bù đó, còn với máy hàng laser thì nó sử dụng khí hạt gông giống của máy hàng tích đấy. Rồi thì không vòng vo nữa, thì em cũng đã đi về những cái phụ kiện về máy rồi và những cái sản phẩm mà bên em có cung cấp rồi. Thì bây giờ thì em sẽ báo giá chi tiết hơn nha. Hiện tại cái dòng Yaxis này á,
LS 1500W. Giá của hãng đưa về là 136 triệu. Cô chú các anh chị mà muốn đầu tư ở thời điểm này, bên em sẽ giảm cho mình đâu đó từ 5 đến 7%. Đó. Những nơi khác bán rẻ hơn, bên em sẽ bán giá tốt hơn nha, cam kết luôn cho mình. Thì em nói ở đây là những cái chi nhánh, những cái cửa hàng uy tín cung cấp những cái sản phẩm gia súc chính hãng như thế này nha. Rồi thì qua cái dòng máy hàng laser tiếp theo đó là laser Hồng Ký. À thì cái mẫu Hồng Ký mà hiện tại bên em có đó là cái mẫu chuyên về hàng, chuyên về hàng, thì giá của nó hãng đưa về là 159 triệu. Hiện tại nếu mà cô chú các anh chị nào mà có nhu cầu đầu tư đó, những khách hàng thiện chí, thì bên em sẽ giảm với mức giá là 136 triệu nha. Tại sao cái dòng Hồng Ký này nó mắc? Đó là do nó sử dụng cái nguồn là nguồn mắc nha, nguồn cái nguồn laser khá là nổi tiếng trên thị trường hiện nay, rất là chất lượng. À em xin quay lại cái dòng laser gia súc này xíu nha. Đây là cái thế hệ mới, nó là cái thế hệ mà ba chức năng luôn, vừa có thể hàn, cắt và tẩy. Thì cô chú các anh chị có thể cân nhắc với cái nhu cầu của mình, ví dụ như mình chuyên hàn có thể lấy Hồng Ký, tại vì cái nguồn mắc đó nó rất là chất lượng, mình chuyên hàn nó sẽ ok ổn định hơn nha. Và tiếp theo là cái dòng máy hàn laser Rilang. Thì cái dòng Rilang đó thì hiện tại em nó không có trực tiếp tại cửa hàng, nó ở những ở cái chi nhánh quận 12. Thì cái dòng nó cũng là cái thế hệ mới ba chức năng luôn cho mình, giống như gia súc này, giá nó là 109 triệu, hiện tại đang có chương trình giảm giá 5% cho mình đó. Thì cô chú anh chị có thể tính đi, cái giá rất là tốt nha, 5% của hơn 100 triệu thì giá được giảm rất là tốt phải không ạ. Rồi thì như em đã nói, với những cái chương trình giảm giá đó, cô chú các anh chị còn được kèm theo những cái phần quà tặng. Và khi mà mình đầu tư máy, bên em sẽ có kỹ thuật hướng dẫn lắp ráp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho mình đó. Rồi thì video của em báo giá hôm nay thì kết thúc tại đây nha. Cô chú các anh chị muốn em review về sản phẩm nào có thể comment phía dưới nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là nhấp vào cái chuông thông báo để cập nhật những mã máy mới, những cái chương trình ưu đãi tại máy móc Việt Nam Bình Tân. Cô chú các anh chị nào quan tâm muốn tìm hiểu rõ hơn về chương trình hoặc là những cái sản phẩm máy khác thì có thể liên hệ với số like 0906779465, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Thì em sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại quý cô chú các anh chị ở những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ạ.